Mình chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, thì giấc này 4 giờ mấy 5 giờ các bạn ơi, mình cũng có 60 cây câu ếch đó các bạn. Đây mình mới chuốc hôm qua luôn đó các bạn ơi. Rồi bữa nay thì mình cắm câu ếch thì mình cái hũ mồi này mình làm mấy bữa nay dữ lắm nó thối luôn các bạn ơi. Mình cắm mồi ốc nha các bạn. Thôi mình đi cắm các bạn ơi, hơi trễ với ổng cũng sửa sạn mưa nữa. Quá trời cái hũ cá nó lên mùi các bạn ơi. Ủ 2 ngày rồi. Xích xích trên xíu đi nóc rồi. Sợ tối mưa nước ngập. Nước ngập rồi. Quá mũi vậy. Hết có biết mũi rồi. Đỡ bài rồi, nhiều con rồi. Đây thì mình cắm câu ếch vậy đó nha các bạn. Để cái lử nằm dưới đất á. Ừ. Rồi mũi. Đây mình cắm trong cái vườn này người ta bỏ qua nha các bạn. Bên đó đây nóc rồi. Mình cắm câu ếch này cũng nhìn theo cái địa điểm nữa nha các bạn. Quá trời mũi nó bù. Cao cao trên đi nó qua cái khúc trên nó ừ. Giờ chè có ra. Trời ơi quá trời mũi rồi. Đây tối mình đi thăm quay lại cho các bạn xem nha. Thành quả coi anh em mình sao các bạn ơi. Quả khứ mũi nha. Quá cỏ luôn. Thì đây cỏ nhóc cho mình ta không cắt cho bò người ta. Nó chạy nhiều rồi. Mịt mù luôn. Không mình dẹt cá đó, ngay chân anh đó. Nói chung mình vừa đi vừa cầm hũ này muốn xỉu luôn các bạn. Thơm quá trời thơm. Muốn xỉu luôn á. Bự trong trống thì không? Để nó quấn tùm lum. Giờ trên nó cao cao, ở trên cho nó ở, cho chóng đó. Khỏi móc tắt nước lên lấy chân chà được rồi. Chơi bãi bự luôn đi. Dầm dầm này xuống này cho ếch nó lên. Cái này tối nhiều khi dính ếch là nó quấn vô cỏ liền đó. Thì nó quấn vô cỏ nó dễ xảy lắm đó. Ừ. Và công rộng á. Cái này nữa anh về anh đừng có rửa tay nha. Ừ. Để đi luôn ngủ luôn. Tối đi thăm. Tối đi thăm. Được. Móc mồi nó bở luôn. Để hai ngày trời. Múc nó dài nó để cái lưỡi câu nằm rồi. Cho
rộng rộng ra mới được các bạn ơi. Để gì cái thôi thì nó dính nát á, nó quấn vô cỏ rồi nó xảy các bạn ơi, thì chẹt lại cái bãi rồi. Thì chà lại cái bãi rồi. Kiến không à, giờ anh em đi cắm cần tới cái tiếp nha các bạn. Đây giờ mình ra cái mương ngoài đây các bạn ơi, thoát khỏi cái ổ muỗi rồi, quá trời nãy muỗi cắn rồi. Bờ cao không? Bãi này đứng quá. Quá đứng. Cắm ở trên luôn, mình cắm trên đây luôn nè. Đâu có gì đâu. Dặm dặm cho nó bằng. Thì mình còn cắm nãy giờ còn một cần một cuối cùng các bạn ơi. Thì mình cắm cái cần này mình đi vô nha các bạn, tối mình đi thăm thì mình quay cho các bạn xem nha. Tối mình đi thăm là mình cuốn vô luôn đó, không có để sáng nữa các bạn ơi. Nhiều khi ơi dính nát nhiều quá mình ăn không hết. Tin trước. Tin trước đó. Nãy giờ cắm có mấy chục cần cầu mà lâu quá lâu rồi các bạn ơi. Em dậm đất xuống chỗ bãi bự bự á, cần cuối cùng lên anh bảo. Rồi mình đi vô nha các bạn. Rồi vô các bạn ơi. Mình hẹn các bạn tối các bạn ơi. Rồi mấy anh em mình đi thăm cuốn mấy cái cần câu luôn nha các bạn. Đây, đi. Ê, kìa, trời ơi. Trời ơi, quá đã các bạn ơi. Trời ơi, ếch bự kìa. Ếch có biết con ếch rồi. Ếch bằng kia các bạn ơi. Cái này ếch trái hả Nóc? Cái cắm cái cầu nhỏ không nổi luôn sao để xảy nổi. Mình cuốn vô luôn nha các bạn. Ê, lấy cọng dây cuốn ngược rồi, cuốn ngược nó lên trên là lấy cọng dây thun buộc hai cái đùi lại. Ừ. Rồi hoặc cọng dây thun vô buộc hai cái đùi là nó hết nhảy. Đó. Cái đó là mình kinh nghiệm lắm nha các bạn. Thì đó mình từng đi cắm câu kiếm sống các bạn ơi. Giờ mình đi thăm cần thứ hai nha các bạn. Rồi chất lớn hả? Đây thì nãy giờ mình đi vô cái khu này cuốn được mười mấy cực mà dính con một các bạn ơi. Mình đi khu khác. Ủa cần nằm đâu? Trời ơi dính, con ếch hết chứ các bạn ơi. Thôi, nó hết kìa. Ừ, vỡ con ếch nè. Ừ, vỡ con ếch. Thôi mình thả luôn nha các bạn. Cái này tại sắc mồi hơi nhỏ. Đi đi con. Hết có biết con ếch rồi. Đằng đây có nó. Đây nè. Như không gì á. Trời đang mưa lâm râm nha các bạn. Đi nguyên luôn. Đây cần cái tép
không dính nữa các bạn ơi. Bây giờ không dính nữa các bạn ơi. Đây, dính. Đâu đâu. Trời ơi, trời hết kìa. Thôi ôi nó nằm kìa. Ủa. Hết cô biết con hết rồi, ở đồng nè, ở đồng ít cụ rồi các bạn ơi. Trời ơi ngót. Hết biết ngót các bạn. Hết biết ngót đã rồi. Quay lại cái đùi, quay luôn. Thôi cái đùi tản thằng. Vậy mới được. Vậy mình kiếm cỡ 5 con là được các bạn. Tính trước nữa. Nãy giờ thăm toàn thất thu không các bạn ơi. Nãy giờ thăm 20-30 cân rồi. Thất thu không các bạn ơi. Còn con thứ hai. Giờ mình đi tiếp nha các bạn. Trời ơi quậy banh luôn các bạn ơi, quậy banh bãi nhẹp chân các bạn ơi. Nó xảy rồi. Trời, tiếc quá. Cái phần cái lử này nè, bạn lử câu này nè. Mình mua về mình không có bẻ, mình không có sửa nữa. Tại vì nãy giờ xảy không à. Quá uổng. Thôi thôi thôi. Đây cắt bự các bạn ơi. Thôi ít cụ nữa các bạn ơi. Ôi ơi quá trời rồi nè. Ít cụ quá đã luôn rồi. Hết cái biết rồi. Gì mới được chứ. Gì đó mới em chứ. Co lý, co lý. Co lý. Co lý. Đó, bạn. Hết cái biết rồi. Công mình dầm mưa mình đi thăm đó ha. Thăm nữa. Xa lắm vậy, thuốc đắng á. Ôi 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 ôi, ít bự nữa, ít bự nữa các bạn ơi. Chụp 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 lại. Ôi ôi, có đã kìa nè. Ôi con nào nấy xứng đáng các bạn ơi. Quá êm các bạn ơi. Quá đã rồi kìa, cái đùi kìa. Trời ơi. Vậy là cũng thăm buổi thăm này cũng êm đó các bạn ơi. Thấy vậy là là có vốn rồi đó. Quá êm. Bùa kỹ kỹ lên đây, họ nó nhảy nó gói công vô cỡ. Giờ mình thăm cần tiếp theo các bạn ơi. Trời ơi, nó đã cái kìa. Nè các bạn. Ôi. Trời ơi. Hết quyết đã các bạn ơi. Ôi nó nhảy kìa. Chụp nó lại. Cái này mà xảy chắc chết luôn. Xảy cái phóng theo nó liền đó. Đây. Quá yêu. Giờ ếch bự bự không các bạn ơi. Nè mình cắm ở trong vườn nha các bạn, mới có ếch bự nha các bạn. Dính con nào xứng đáng đó nha các bạn. Nãy giờ hai cần không dính các bạn. Hai cần thất bại rồi. Ồ, dính này con nữa nè. Đây. Ếch này cũng trọng nha các bạn, không bự nha. Đây ếch rồi rồi các bạn ơi. Ếch này cũng nhỏ. Trời ơi, không. Với mình cắm cái mồi ốc này nè các bạn, nó dở hơn cái mồi cá đó. Mồi cá với mồi lươn á. Ừ, cái mồi cá, mồi lươn thì con ếch nó lươn hơn. Mình không có mồi, mình cắm mồi ốc nữa các bạn. Dính nữa các bạn ơi kìa. Từ xa mình thấy nó nhảy từng từng các bạn ơi. Trời ơi, trời đã. Trời ơi. Ếch có biết các bạn ơi. Rồi. Con này cũng trọng trọng à. Ừ. Ếch này ở theo dạt. Ếch biết đường quấn luôn. Bịt. Còn cần đó mà, còn cần đó. Còn hả? Còn cần đó.
bạn ơi, nãy giờ anh em mình cũng được 6-7 con nha các bạn. Bự bự không à. Đây bạn ơi, mình dính con ếch tảng thằng ơi. Nó bằng con ếch nãy mình thả luôn á. Nè. Trời ơi, có bảo mới bà lớn mà bà quậy banh chỗ luôn kìa. Bây giờ mình thả luôn nha các bạn. Cắm gặp kiểu này chắc sáng mình hấp nước mắm quá các bạn ơi. Nước mắm khô quẹt. Bây giờ mình thăm mấy cần mà nó chất lớn rồi các bạn ơi. Đây nè, bên đây nè. Chết nè. Ê, đâu đâu. Ôi giời. Kìa kìa con nhảy kìa các bạn ơi. Dạ, trời trời ra đâm. Hết biết mình thấy rồi các bạn ơi kìa. Trời ơi ngớt. Trời đã. Quá yên. Quá yên, quá yên. Còn mấy cần cuối cùng nữa các bạn. Còn mấy cần nữa các bạn ơi. Dây thùng nó cuột nó. Chết. Giờ mình đi thăm cần tiếp theo nha các bạn. Để mình đi vớt, mình vớt làm như nó hên. Đây cần nữa thất bại các bạn ơi. Mình còn cần cuối cùng này nha các bạn. Rồi nó dính hết rồi. Ôi ôi. Nó nhỏ. Quán vô cây. Không này cũng vừa coi coi. Vừa ăn à. À, quá không bóp không. Nó cũng trọng nè. Rồi video đến đây anh em mình cũng kết thúc nha các bạn. Thì thành quả của mấy anh em mình được nhiêu đây nè các bạn ơi. Đây. Được 7-8 con ếch bự gì đó các bạn. 2. Ếch bự bự không nha các bạn. Nằm ở dưới đít hết rồi. Trời ơi đã chưa. Thì cũng đủ ăn nè các bạn ơi. Nhiêu đây thì mình comment cũng dư ăn rồi. Thôi video đến đây mình chào tạm biệt bạn nha. Chào các bạn nha. Video tiếp theo nha các bạn. Bây giờ mình đi vô các bạn ơi.